Inakadat, một ngôi làng bình dị với khoảng 7.000 cư dân sinh sống nằm ở tỉnh Aomori của Nhật Bản, được coi là quê hương của những tạo hình nghệ thuật đầy công phu trên cánh đồng lúa. Những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt này đã giúp cho ngôi làng thu hút đông đảo khách du lịch đến chiêm ngưỡng hàng năm. Nghệ thuật tạo hình trên cánh đồng lúa được lấy cảm hứng từ nghề trồng lúa truyền thống lâu đời hàng trăm năm của vùng, được gọi là nghệ thuật Tanbo. Việc tạo hình được thực hiện bằng cách sử dụng các giống lúa có màu sắc khác nhau để biến những cánh đồng lúa địa phương thành những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, phơi bày được đầy đủ vẻ đẹp khi nhìn từ trên cao. Tác phẩm nghệ thuật trên cánh đồng lúa đầu tiên được công bố vào năm 1993, khi những cây lúa màu tím và vàng được sử dụng để tạo ra một bức tranh chi tiết về ngọn núi cao nhất ở Aomori. Một đài quan sát cũng được thiết lập phía trên cánh đồng lúa để mọi người có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Dự án thành công rực rỡ đến nỗi, chính quyền Inakadat đã quyết định biến nó thành một sự kiện hàng năm. Nhiều người dân địa phương nói rằng, nghệ thuật Tanbo đã mang lại lượng khách du lịch hàng năm ấn tượng từ khắp nơi trên thế giới và thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Ước tính khoảng 200.000 người đã đến Inakadat để xem các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của vùng vào năm 2006, và đến năm 2016 con số này đã tăng lên khoảng 340.000 người.